Nếu bạn đang có nhu cầu Moonlight Game Mobile để chơi cùng bạn bè, hãy ghé qua shopmoviet.vn để ủng hộ Mô Việt nha. Shop bán lick duy nhất của Mô Việt. Hiện tại shop đang có chương trình giảm giá đặc biệt 20% anh em ơi. Azeka, vua của các ông vua. Thế phải gọi bằng cụ vua. Movitan từ thời xa xưa. Thế mà bây giờ chẳng ai còn nhớ đến ta. Đã quên ta thật rồi. Và ta sẽ hóa trang thành đêm tiệc phát kẹo. Kẹo hay ghẹo và ghẹo hay kẹo Azeka. Để trở lại với mọi người, mọi người sẽ nhớ ta và yêu ta hơn. Đó là điều mong muốn của Mô Việt khi làm video clip về vị tướng Azeka nha. Up 5 ok. quả ngón cái chất nữ anh em ơi. Đánh đánh luôn này các bạn ơi. Bốn người ép trụ nào. Câu ăn trụ ở đây chứ đâu. Choáng được. Ném trụ 2 được. Và có mạng cho bé Silica. Ăn trụ nào, ăn trụ nào. Ba người phá trụ là đủ đấy. Mình nghĩ là đủ. Bởi vì bây giờ không có rừng này, không có mít thì mạng đây. SP thì bây giờ gọi là mới ra thì lại quá muộn rồi. Đánh mít là phải đi ganh. Mà đi ganh thì phải mang lợi thế về cho team. Hỗ trợ team, khống chế cho team nha. Azeka là vị tướng mà được sạc kỹ năng thì thực sự sẽ rất khó chịu. Choáng mình à. Choáng mình à. Tưởng mỗi bạn biết choáng à. Này đi. Tiếng giày trên sóc combo này, ui, lẩy lên lẩy xuống khá là phê của Alistair. Khi mà anh em sử dụng phù hiệu ma tính cho Azeka thì các bạn có thể ném chiêu liên tục, chiêu 1, chiêu 2, chiêu cuối, chiêu 2, chiêu 1, chiêu 1, chiêu 2. Và với cái hiệu ứng hóa cát, hóa đá rất hay của Azeka thì tướng địch hay là cả team địch nếu mà co cụm với nhau thực sự là một chiêu đáp team. Nhưng mà điểm yếu của Azeka chính là rất kém cơ động và cái bộ kỹ năng thì rất dườm già, đặc biệt là chiêu 2. Nói chung là chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 đều như vậy anh em ơi. Chiêu 2 thì tướng phải địch phải tụ vào nhau hoặc là ở đó phải đông thì mới vui. Với này đi này lại thì mới mạnh được. Hay quá các bạn ơi. Từ từ nha, tín địch đang đến này. Rồi choáng này. Choáng trúng 2. Bây giờ thì ném chiêu 2. Này đi này lại. Thế mới thối anh em ơi. Chiêu 1 thì phải mất thời gian. Chiêu cuối cũng phải mất thời gian bay. Nên con này ê, cho mình xếp hình với. Cho mình xếp hình với nha. Xem ai xếp xong trước. Ôi bé Sinesa xếp nhanh cái nhở. Có khiếu xếp hình ấy khi nào ý. Hay quá bạn ơi. Choáng trúng rồi. Bây giờ hồi trước cứu thả trước cuối hên xui này. Có mang ai. Quá tuyệt vời anh em ơi. Nói chung là team bạn cũng khống chế ghê đấy. Nhưng mà gặp Azeka một vị tướng theo kiểu đặt chiêu ở cái vùng, thực sự là Alistair sẽ bị khắc chế nha anh em ơi. Các bạn chơi Azeka có bao giờ một chiêu hủy diệt cả team bạn chưa? Nếu mà giao tranh trong góc hẹp, Azeka sẽ phát huy rất nhiều sức mạnh. Đặt chiêu cuối mà các bạn đặt được đúng vị trí thực sự là rất mạnh và mang rất nhiều lợi thế về cho team. Thế mà anh em chẳng ai điểm nhớ Azeka đâu. Chẳng ai chơi Azeka đâu. Có anh em rất mê sức mạnh của vị tướng này nhưng mà chỉ là đếm trên đầu ngón tay rất ít. Và Mô Việt muốn anh em chơi Azeka nhiều hơn. Một vị thần, một ông vua, một cụ vua. Choáng này. Mà không cứu được gấu.
bạn đứng sát thủ cẩn thận nha, bình tĩnh, bởi tin tay bạn có Aether. Đó, rất nhiều sát thương. Ôi ơi, mình dính chiều cuối. Mình hóa đá được Dancy rồi. Cố lên các bạn ơi. Kìa, cố lên nào. Đúng rồi, tưởng để chạy mất thì hơi phí. Từ nhà mình sẽ không biến về, mình sẽ ra hỗ trợ team. Tôi xong. Sứ mệnh cứu thế vào mình làm gì. Hay quá các bạn ơi, nhìn đấy. Ban Doom rồi Aether cái kiểu rất sợ Ajanka. Ném chiêu vô cùng khó chịu. Còn tin bạn Aether cũng rất khó chịu. Aether là vị tướng khó chịu bậc nhất rồi. Và được rất nhiều anh em chơi. Ajanka thì mặc dù mình thấy khá là mạnh nhưng mà ít anh em chơi. Ôi, đúng không ăn được à. Thế thì mình nha. Ném chiêu chặn đầu lại, bây giờ thì tiếp tục chiêu 1, chiêu 2. Chạy hộ mình với. Phù hiệu trang bị các bạn theo dõi bên dưới nha. Để khắc phục cái khả năng kém cơ động, đi gank chậm chạp thì các bạn nên sử dụng phù hiệu qua sông chạy nhanh và lên cái giày Hermes giúp Ajanka di chuyển nhanh hơn. Cái combo ở cái nhánh phụ đó là chạy nhanh qua sông và cái liềm bật mạnh dùng cho rất nhiều vị tướng pháp sư. Hay quá bạn ơi. Chiều cuối có hơi muộn nhưng mà vẫn kịp anh em ơi. Phải có cái trượng băng thì Ajanka mới nâng tầm khó chịu thêm một cái tầng mới. Thành ra anh em cố gắng lên trượng băng sớm nha. Trận đầu này. Wow. Bão cát đến đây. Ở sa mạc thì sợ nhất là bão cát. Thế mà trong game Mobile chẳng ai sợ bão cát cả. Đây là vị tướng pháp sư kiểu late game nha. Kéo vào late game là các bạn sẽ có rất nhiều cơ hội giành chiến thắng. Chỉ cần được xả kỹ năng. Nó quan trọng là chúng ta đừng đi lẻ để bị bắt lẻ rồi đứng sâu sâu một chút trong đội hình để có thể xả kỹ năng sướng rồi đấy, anh em thấy chưa? Dancy với Aether làm gì có cơ chuyện được dùng kỹ năng. Ây, hút rất tốn nhưng mà sai rồi bạn ơi. Đó anh em thấy chưa, combo rất dễ, chiều 1, chiều 2, chiều cuối, chiều 1, chiều 2. Combo năng kỹ năng và rất là thổ nha. Ây da, solo à bạn ơi. Tí thì chết rồi, không đùa được với Dancy.
subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.